Cô giáo mầm non Tố bị người tình của U70 tung ảnh giường chiếu. Một cô giáo mầm non tại huyện vùng cao Quan Sơn, Thanh Hóa, đã có đơn gửi cơ quan công an nhờ giúp đỡ khi bị người tình của U70 tung ảnh giường chiếu lên mạng xã hội Facebook, làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình. Sáng 15 tháng 3, Trung tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã nhận được đơn đề nghị được giúp đỡ của cô giáo D, sinh năm 1985, trường mầm non Sơn Điện, huyện Quan Sơn, về việc bị kẻ xấu tung ảnh giường chiếu lên mạng xã hội Facebook. Vụ việc cô D có dấu hiệu của hành vi vu khống, làm nhục người khác. Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cô D làm đơn theo trình tự thủ tục, để làm rõ người tung ảnh nóng nhằm giải quyết theo quy định của pháp luật, Trung tá Minh nói. Theo trình báo của cô D, thời gian gần đây, tài khoản Facebook của cô liên tục bị kết nối với một tài khoản Facebook khác, có chứa những bức ảnh nhạy cảm của cá nhân cô. Đi kèm những bức ảnh giường chiếu là những lời lẽ xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của cô giáo mầm non này. Trong đó có một số câu nói như, cô D làm gái bán dâm, nhiễm HIV. Xác nhận với báo chí, cô D khẳng định những hình ảnh nhạy cảm trên là của cô, do cô chụp và được sự đồng ý của người trong ảnh. Trước đây, tôi có yêu một người đàn ông tên là Quy, sinh năm 1950, quê Ninh Bình, có vợ đã chết. Ông Quy trong thời gian tới làm việc ở Quan Sơn nên giữa hai người nảy sinh tình cảm. Lúc yêu nhau, tôi có dùng điện thoại của mình chụp lại một số bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook để làm kỷ niệm, và có gửi sang máy ông Quy, tường trình của cô David. Cũng theo cô giáo mầm non này, sau một thời gian yêu nhau, cô D thấy ông Quy không phù hợp, hay có mâu thuẫn nên đã chia tay. Tuy nhiên, ông Quy vẫn cố níu kéo, thậm chí có những hành động giả giết cô. Sau khi tôi kết hôn khoảng 2 tháng với một người khác ở huyện Quan Sơn, những hình ảnh nóng của tôi gửi vào máy ông Quy liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến đời tư và công việc của tôi đang làm. Tôi rất hoang mang nên đã làm đơn gửi công an nhờ giúp đỡ, cô Đê nói. Theo ông Lê Đình Xuân, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn, đơn vị này đã tiếp nhận đơn cầu cứu của cô Đê và đang động viên cô Đê yên tâm công tác, chờ đợi kết quả giải quyết của cơ quan chức năng. Không có vụ mẹ, con tử vong khi sinh thuận tự nhiên ở quận 2. Đại diện vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, nói, không có vụ tử vong nào ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến sinh con thuận tự nhiên. Sáng 15 tháng 3, tại cuộc họp báo được tổ chức ở Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, khẳng định, không có vụ tử vong nào ở quận 2 liên quan đến sinh con thuận tự nhiên, như thông tin xôn xao vài ngày qua trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Đức Vinh, vụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em khẳng định đến thời điểm này, thông tin hai mẹ con tử vong vì sinh thuận tự nhiên ở quận 2 là không có. Cũng theo ông Vinh, hiện Bộ Y tế đang mở rộng xác minh vụ việc trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vinh cũng khuyến cáo các sản phụ nên thật thận trọng khi tìm hiểu thông tin về trào lưu đang lan truyền trên mạng thuận tự nhiên, tự đẻ, sau khi sinh không cắt dây rốn, mà đặt con cạnh bánh nhau cho rốn rụng. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế cho biết, nếu xảy ra trường hợp sản phụ sinh con thuận theo tự nhiên tại nhà khiến con chết, có thể bị khởi tố hình sự về tội vô ý làm chết người. Đồng thời, ông Quang cũng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội chọn lọc thông tin một cách thông minh. Bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, khẳng định trào lưu sinh con thuận tự nhiên tại nhà là hành động cổ suý cho những lập luận phản khoa học. Bà Nhi cho biết trào lưu này kêu gọi các bà mẹ chọn sinh con tại nhà, thay vì cắt rốn vài phút sau đó, thì bà mẹ vẫn sẽ để bánh nhau nối liền với bé, rồi giữ bánh nhau như thế cho đến khi bánh nhau tự phân hủy, tự rụng khỏi cơ thể bé khoảng 3 đến 10 ngày, thậm chí là 2 tuần. Những người lan truyền trào lưu này cho rằng, sự tiếp xúc kéo dài với bánh nhau sẽ khiến đứa bé dễ thích nghi với môi trường mới bên ngoài, giúp trẻ giảm stress, giúp trẻ nhận được tất cả dinh dưỡng từ nhau thai. Trước đó, chiều 14 tháng 3, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin một sản phụ được cho là ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên ở nhà. Lớp học này quảng bá trên mạng, có sách tiếng Việt và song ngữ, có sách tiếng Anh. Và trong quá trình chuyển dạ, người mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời, nên cả hai mẹ con bị tử vong. Cũng trên trang mạng cá nhân này, người đăng tải chia sẻ bạn chị, sản phụ vừa tử vong cùng con khi sinh tại nhà, đã từng học qua một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên,
với chi phí 15 triệu đồng. Người tiên phong trào lưu sinh con Thuận Tự Nhiên Lê Nhất Phương Hùng là ai? Được coi là nhân vật nổi bật, tiên phong dẫn dắt phong trào sinh Thuận Tự Nhiên của một bộ phận bà mẹ Việt Nam, những quan điểm của chủ nhân trang mạng xã hội Phương Hùng Nhất Lê đã dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa. Hội nuôi con bằng sữa mẹ Betty Booty được chuyên gia với biệt danh Betty Booty này thành lập cũng có đến hơn 250.000 thành viên, cho thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ của chuyên gia sữa mẹ Lê Nhất Phương Hùng với nhiều bà mẹ Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những chia sẻ về việc nuôi con bằng sữa mẹ, trang cá nhân của Lê Nhất Phương Hùng còn đăng tải nhiều bài viết với nội dung gây tranh cãi. Thuận Tự Nhiên từ A đến Z. Ngoài cổ vũ việc nuôi con bằng sữa mẹ, hay việc để em bé tiếp xúc da liền da với người mẹ sau khi sinh, chuyên gia sữa mẹ Lê Nhất Phương Hùng còn cổ vũ việc sinh nở tự nhiên, không cắt quấn rốn ngay sau khi sinh, mà tiếp tục để dây rốn nối liền với cơ thể trẻ, giống như trào lưu đẻ tự nhiên của các bà mẹ bỉm sữa phương Tây. Tuy được nhiều người ủng hộ, nhưng các quan điểm liên quan đến sinh con, Thuận Tự Nhiên của Lê Nhất Phương Hùng cũng gây ra luồng quan điểm trái chiều, bởi nhiều người cho rằng nếu muốn sinh con Thuận Tự Nhiên, thì dù không đến bệnh viện cũng phải có sự theo dõi sát sao của các chuyên viên y tế. Sữa mẹ phải chăng là thần dược chữa bách bệnh? Một trong những quan điểm gây tranh cãi của chuyên gia sữa mẹ Lê Nhất Phương Hùng là việc sữa mẹ có vô số công dụng, trong đó có cả giúp trẻ mọc lại đốt ngón tay. Quan điểm của Lê Nhất Phương Hùng vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng, nhưng cũng đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Người thì chia sẻ đầy thán phục trước sự thần kỳ của sữa mẹ, người tỏ ra gay gắt, đúng là thần thánh hóa sữa mẹ quá đà nên cái gì cũng quy vào sữa mẹ. Bên cạnh những chia sẻ của Lê Nhất Phương Hùng, cư dân mạng cũng tỏ ra phẫn nộ khi nhận thấy rất nhiều người trong group cổ vũ các phương pháp Thuận Tự Nhiên do chuyên gia sữa mẹ này quản lý, có tư tưởng cổ suý Thuận Tự Nhiên đến mức phản khoa học. Dường như, một bộ phận các bà mẹ trẻ ở Việt Nam đang tin rằng sữa mẹ có công dụng thần thánh, chữa được bách bệnh, và quá phụ thuộc vào những tư vấn đọc được trên mạng, thay vì chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Cũng trong nhóm cộng đồng do Lê Nhất Hồng Phương thành lập, có những bà mẹ dù con bị sốt co giật và sức khỏe có những biểu hiện bất thường, thì vẫn tin tưởng vào tư vấn của cộng đồng mạng, thay vì đưa con đi bác sĩ. Thế nào là tiêu chuẩn của một chuyên gia? Trên các nhóm cộng đồng của những bà mẹ trẻ, nhiều luồng ý kiến tranh cãi về tính xác đáng của danh hiệu chuyên gia sữa mẹ, gắn liền với tên tuổi Lê Hồng Nhất Phương. Một số chứng chỉ mà chuyên gia sữa mẹ Lê Hồng Nhất Phương đã đạt được là chứng nhận hoàn thành khóa học thức ăn là thuốc của Đại học Monash, khóa học online có thời lượng 12 giờ, chứng chỉ tham gia hoạt động giới thiệu về thức ăn và sức khỏe của Đại học Stanford, khóa học miễn phí thời lượng 2,5 giờ, khóa học chương trình cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thời lượng 14 giờ. Trong luồng tranh luận của cư dân mạng, nhiều người đặt ra câu hỏi, tìm hiểu thì thấy đây được gọi là chuyên gia, nhưng không hiểu là dựa trên yếu tố gì, thành tích gì. Hy vọng ở Việt Nam sẽ có một tiêu chuẩn nhất định về chuyên gia, để người đọc những thông tin trên mạng như mình có thể chắt lọc được đâu mới là nguồn đáng tin cậy. Điều tra người đăng thông tin hai mẹ con chết khi đẻ Thuận Tự Nhiên. Cơ quan chức năng phường Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không có việc hai mẹ con chết khi đẻ Thuận Tự Nhiên. Và đang xác minh, điều tra người đăng tải thông tin. Liên quan đến thông tin mẹ con sản phụ chết vì sinh Thuận Tự Nhiên, được cho là xảy ra ở phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, đang lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 15 tháng 3, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền cho biết, qua rà soát trên địa bàn không phát hiện trường hợp nào như phản ánh. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng công an phường kiểm tra, rà soát. Các cơ quan ban ngành quận, thành phố cũng vào cuộc, nhưng không phát hiện trường hợp hai mẹ con chết do đẻ Thuận Tự Nhiên như trên mạng đồn thổi. Hiện cơ quan chức năng cũng đang xác minh, điều tra người đăng thông tin trên lên mạng. Cùng ngày, trong cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ Em, Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, tôi liên hệ với Bệnh viện Từ Dũ, cùng các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin tránh gây hoang mang dư luận. Ban đầu chúng tôi tiếp nhận được thông tin có sản phụ chết cả mẹ và con tại nhà, vì phương pháp sinh con tự nhiên tại một quận của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Từ Dũ xuống tận cơ sở để kiểm tra. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan công an vào cuộc điều tra ra soát những thông tin sai lệch,
có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân thì phải xử lý nghiêm. Qua đây tôi cũng khuyến cáo việc người dân sử dụng mạng xã hội cần phải tỉnh táo và có trách nhiệm, ông Vinh nói. Trước đó, ngày 14 tháng 3, tài khoản Facebook có tên Minh Phương đăng tải câu chuyện về một bà mẹ trẻ sinh con thuận tự nhiên, khiến chết cả mẹ và con. Theo thông tin tài khoản này đăng tải, người bạn học qua một lớp tập huấn về sinh con tự nhiên với chi phí là 15 triệu đồng. Sau khi học, người bạn này quyết định tự sinh con ở nhà. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời, nên cả hai mẹ con qua đời. Tài khoản Minh Phương viết, mẹ con họ chết rồi, chết tức tuổi oan uổng. Đóng 15 triệu học cái khóa sinh thuận tự nhiên gì đó, rồi đòi đẻ ở nhà như Tây. Nhưng bên Tây người ta có bác sĩ, còn Việt Nam mình không có. Mẹ không có sức rảnh chết vì kiệt sức, con chết ngạt, đi cả hai mẹ con. Ngay sau khi đăng tải, thông tin này làm dư luận dậy sóng với hàng trăm bình luận. Phần lớn người dùng mạng xã hội thương tiếc cho hai mẹ con sản phụ. Dân mạng cũng lên án mạnh mẽ người tự nhận là thạc sĩ sữa mẹ đầu tiên ở Việt Nam và cũng là người truyền bá trào lưu sinh con thuận tự nhiên, tổ chức khóa học 15 triệu đồng này. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.